Anh cầm quy lên bác sĩ ngoại khoa giết mạng xong chắc. Chúng tôi xác nhận anh bị ca nhiễm nên cần trừ khử. Chết thật. Ôi giời ơi, nhiễm mà trừ khử thế này thì đi hết à bạn ơi. Ok, đi khám đi. Phải làm sao đây anh em? Dạo, anh chị, chị anh em ơi. shopzogame.com, shop bán nick liên quân Free Fire uy tín chất lượng. Vòng quay may mắn tỷ lệ cực cao. Vận may random nhận ngay nick VIP. Truy cập ngay shopzogame.com anh em ơi. Yo, hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Thì vẫn là mình vô game đây. Thì đây nhá, Quillen bác sĩ ngoại khoa của các bạn đây nhá. Ê, hôm nay mình lại quay trở lại để làm những cái video theo ý tưởng khám khú của anh em. Ê, phục vụ nhu cầu giải trí của anh em. Hợp lý không? Ê, lại liền đi cho nặng người nào anh em nhỉ? Ôi, dọc dí chí luôn. Thì hôm nay mình đi rừng nhỉ? Ê bạn ơi, cướp, kêu kêu, cướp, mày cướp rồi, mày xong rồi, bắt cướp, đúng rồi anh em ơi, bắt cướp, mấy cái Zuka vào cướp rừng mình á, bạn có bị ngáo không vậy, dân chơi đấy, ok, em xin nhá, ngon ngay, để khịa khịa một tí xong rồi đánh tiếp nha anh em nhá. À, bác sĩ khám Covid đây. Ngu người. Bí hợp bác sĩ khám Covid khám cú luôn. Thế hợp bí ạ. Quá là khám liền. Trời ơi. Đó thì cái ý tưởng này nó đúng là cái đợt này ở chỗ mình nó lại có dịch lại em ơi. Thế là mình thấy cũng hợp lý làm luôn. Đó mà thời điểm dịch giết này thì anh em không nên ra ngoài nhiều nhá. Ở trong nhà xem video của YoGame rồi like chia sẻ nhiệt tình lên cho các bạn cũng xem giải trí nhá. Trời ơi. Cái gì đấy? TikTok ít thôi ạ. Vãi cả cút. TikTok ít thôi ạ. Vâng. Em là YouTube anh ơi, không phải TikTok. À, có TikTok đấy. Ok, để cải thiện một tí đã nhá. Đứa nào Covid tao khử hết. Tao khử. Đúng rồi, tao khử hết, khử luôn nhá. Thế nào Covid là tao khử luôn ấy. Ok, thì nói đến cái nghe câu gì nhỉ? TikTok ít thôi thì mình cũng mới lập một cái kênh TikTok được mấy hôm anh em ơi. Đó, thì anh em nào muốn xem video tấu hài TikTok hay là highlight TikTok thì nhớ vào kênh TikTok của YoGame nhá. Link TikTok mình có để dưới phần mô tả video. Ok, what luôn. Dạo gì chi anh em ơi. Thằng mẹ. Úi giời ơi. Hãy xem ta đây. Rồi xem ta chết đấy. Thằng ra mày nhớ mặt tao mày. Ok bọn kia nó vừa có đứa vừa chat thì mình không kịp đọc rồi. Đang combat căng thẳng. Khổ thế chứ lị. Đề nghị đứng im cho tôi khám nhá. Đề nghị các anh đứng im hết để cho tôi khám nhá. Hỏng hết rồi. Không tự đập nhé. hợp lý. Bắt đầu có tấu hài. Có tấu hài là ngon rồi anh em ơi. Đi đâu mà vội mà bắp bê đá. Mà quàng bê dây. Trời ơi. Bắt bố cái gì đấy. Ao nhau à. Quốc liền ấy. Đấy thì hôm nay là đi khám bệnh. Khử hết cả bệnh nhân luôn. Còn đấy bao giờ mới chết quy liền. Vâng, violent. Bạn ơi, mình là bác sĩ đây. Đến đây là mình khám bệnh luôn đây, mình tiêm luôn đây. Ông thấy cầm những cái ống tiêm to như đồ bố này mà. Rồi. Đánh nhau à, để mình đợi xem bọn này nó với không. À còn rồi lại, ôi lại có cái thằng ra này. Mình hơi bị chướng mắt cái thằng ra này rồi nhá. Cái bộ skill của nó khắm lắm nên là mình không thể manh động với nó được. Nó đang bá nữa. Nên là cứ phải bình tĩnh nhảy. Ý sắp có hàng. Nào đánh nhau. Ủi thôi, bắn đấy nó mà không bắn trúng mình là mình xơi nó rồi đấy. Ha, nó lại bắn cho hoài trúng. Ơi bạn ơi, ơi bùa của em. Ơi anh ơi, em mới level 6 thôi. Mới đầu game rồi anh ăn bùa thế anh ơi. Chết thật. Bác sĩ đang đi khám mà liền cản trở đây, hỏng hết rồi. Ok
Ok, mình lên đây cho mình, cho mình. Em lên. Còn cái nịt. Trời ơi, bạn ăn cả cướp đấy bạn ơi. Cho bạn ăn đi. Đấy, bạn chết là đáng nhá. Vào lên nhá. Ok. Thôi, không sao hết. Thì nhiệm vụ chính của mình hôm nay là tấu hành. Là đi khám, là đi khử bệnh nhân đi ơi. Nhưng mà cũng là... Ok, em ăn mặn như này cũng ổn rồi. Gì gì đây? Tụ tập cái LL gì đấy? À, tụ tập à? Dạ mà với thằng Covid. Vâng. Rồi, qua cắm nọ đi. Ok. Rồi, được đấy. Trận này cũng thấy tấu hài nhiều đấy anh em ạ. What the hell? Bác sĩ gì đấy? Từ từ. Đấy, trả lời phải khêu khêu. Tại vì đem nó bán này chắc ác quá anh em ơi. Ơi. Đấy. Bác sĩ đây, bảo bác sĩ gì nha. Nghe trời ơi. Đó. Bác sĩ ạ, gọi bác sĩ à, muốn khám à, để bác sĩ đến khám à. Phát hiện Covid là bác sĩ khử luôn đấy. Bác sĩ à, cho đi à, Tây Thiên luôn đấy. Nha. Ok nhá, thì anh em xem video, thấy video hay và khám khu thì nhớ để lại cho mình xin một like nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ý trời ơi. Đấy, đề nghị đồng chí đứng im nhá. Đồng chí phải đứng im để cho bác sĩ phải khám được. Cái đồng chí cứ chạy qua chạy lại hay là mình lại đánh vào mặt bác sĩ là không có được nhá. Rồi đây rồi. Hàng về. Ý trời ơi, em đi đâu về? Mà cứ đây chăng? Ý trời ơi, cái em kìa. Bãi cái đấy ạ. Rồi xong luôn. Không kịp mà ưu ti luôn anh em ơi. Cái thằng này nó cay hết sợ thật đấy. Rồi, bác sĩ lại bị quánh chết rồi. Đứng im lấy mẫu xét nghiệm nào. Cái gì đấy? Là bác FA. Ơ, mày thấy bói à? Cái thằng này nó kêu mình anh em ạ. Cháu có bồ ạ. Vãi đáy ạ. Cháu có bố hay cháu có bồ kia. Nhưng mà chắc là bảo bác FA rồi. Chắc là cháu có bồ ạ. Vãi cái đáy ạ. Chứ chết rồi. Chẳng nghe nó ác cao giời lị. Nào giết tụi mày luôn rồi. Thôi đồng qua. Mấy thằng Covid nó định lấy tao kìa. Vãi đáy ạ. Vãi đáy ạ. Không được đến gần em mình nhá, không là mình quánh đây, mình khử đây. Ơ bạn ơi, sao John lại định vào để cướp rừng mặt? À, nó lừa. Đấy rồi, thằng John với thằng Zuka. Mày lừa bác sĩ. Mày đợi đấy nhá. À, lừa bác à. Bác có không ạ? Là... Lại còn cà khịa ở mình nữa chứ. Ngày thấy bói rồi sao nó biết mình ngại FA mà nó... Nó bảo là mạnh, nó treo mình cái nhà lắm. Cháu có bồ thì hỏng thôi, hỏng. Thế bọn này là mình phải tiện hết, mình phải khử hết thôi. Chết thật, đã nhiễm Covid rồi còn có bồ này phải khử hết. Lại còn treo mình ạ. Lại còn lừa mình vào bụi để hấp diêm nữa. Hỏng. Đừng khoe bồ với bác nhá. Bác quạo, bác quạnh ấy. Biết chưa? Hốt chưa? Để sợ bác sĩ chứ lệ. Cái con thì cái thấy bác sĩ cứ mà nhân nhân nên quánh bác sĩ lại còn trêu bác sĩ đây nè, hỏng hết rồi. Nó không sợ tiêm rồi anh em ơi. Ái à, cái thằng Zuka này mày hơi lạ. Ôi thôi cay, bình tĩnh. Mày chết đi mày. Nó lại giết mình rồi kìa, cay thế nhỉ. Giết chúng nó đi, chúng rồi trả tôi cho bác sĩ đi. Bọn này nó lây bệnh bác sĩ rồi, làm bác sĩ rù quá rồi, bị bọn giết hai mạng liền ạ. Ngu người. À, bác bảo đứng im cơ mà. Bác bảo đứng im rồi thì bọn này hỏng hết rồi. Bảo đứng im cho khám rồi đấy. Cứ ra giết cái bác sĩ này hỏng hết rồi anh em ơi. Thế này có đáng chết không? Thế này có đáng đánh không hả anh em? Bác làm bác sĩ hơi lâu rồi đấy. Bác làm bác sĩ hơi lâu rồi đấy. Bác mới làm được có 9 phút 47 giây thôi. Bọn này chết thật. Bọn này nó cứ quánh bác sĩ đồm đốp như thế này. Hỏng, anh em thấy có nên đánh cho bọn này một trận không hả anh em ơi?
khốn khổ khốn nạn thôi, nó khoe bồ xong nó lại còn rủ nhau rủ bồ bụi núp để nó tẩn bác sĩ này. Ngu người. Bác sĩ dương tính rồi ạ, vãi cả cứt ạ, chết tôi rồi, mình chết có mấy mạng thôi mà thì căng ấy, chết lắm vãi ạ, vãi cứt ạ. Rồi bác sĩ ăn thủ ấy, mày ở đấy đến thời của bác sĩ rồi, đứng lại nào, đi đâu mày định làm gì hả? Em đi đâu về anh em đụng dẻo gì chị nhất luôn quỷ dài ơi, cho bác ăn với cho nên cái em ghê chứ biết được bọn này hào ơi, bọn này cay thế này là không được rồi anh em ơi. Rồi lại đó ạ, bác xin nhá. Úi giời ơi, hợp lý ngon ngay hư nè, dám gọi là quánh bác sĩ à? Bác có chứng chỉ chưa ha? À, cái thằng này mày dám nghi ngờ về thực lực của bác sĩ à? Thế thì mày sai rồi, quá sai luôn rồi nè. Bác có 5 cái bằng nhá, bác 5 bằng liền nhá. Khoe bồ này chửi nhà vãi đái. Ừ, thôi mày đọc chát quá nên con bác không kịp đấy. Ngu người. Ok thiệt là cắm quá đi. Rồi nha. Kinh nhận, trời ơi bác sĩ không kinh gì cái gì, kinh nữa hả cháu ơi. Ok thì anh em xem video đến giờ phút này thì lại còn chưa like thì hơi buồn đấy nha. Và anh em nào mới xem thì nhớ đăng ký kênh nha, hoặc comment xuống dưới nha, comment thật là nhiều và để kênh lên lại đề xuất nha anh em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Úi trời ơi, nghe bác khử hết nè, lão với bác ạ. Đó thì anh em nhớ nhá, comment và đăng ký kênh nhiệt tình lên và chia sẻ nhiệt tình lên để giúp kênh đạt là 500k sắp nha anh em. Ý, sắp được 500k sắp rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ôi trời ơi, lại có đứa đi lẻ chết với bác này. Bác thịt luôn này. Mày đứng ạ, đi đâu hả? Bác đi đâu vậy? À, cháu đi đâu về ha? Mày, ui dồi ôi, tí nó thì nó xơi được bác sĩ này. Bọn này Covid nặng quá rồi, phải khử hết, không chừa một đứa nào anh em ạ. Ha, Giết hết. Cái tội mà vào đây để khoe bồ với bác sĩ à. Mấy thằng này phải cho đi Tây Thiên hết. Rồi. Úi dồi ôi. Nhà mình nó cũng xanh xanh lên. Ngon ngay. Ok, mình xem con tạp phần này chán không, chán luôn nhá. Rồi, chắc bị thế nào. Bác sĩ còn đang bận đi ăn tạp phần. Rồi ok, ăn con tạp phần này xong thì các bạn mất cỡ ngay nhỉ. Trời ơi, hợp lý. Ok. Úi giời ơi, đập mặt tường. Ngu người bác sĩ. Gì dồn lên đồi ấy. Đâu, dồn đâu ra này bác sĩ xem nào. Nào. Ui, nhường dồn nó lên tay như sao ấy. Rồi, đúng rồi, như vậy. Đồ thách đấu ạ. Thôi, xin lỗi em. Ôi giời ơi. Rồi lên lại thôi anh em ơi. Chết, bọn này nó hỏng quá. Đấy, bác sĩ đến rồi, làm gì đẩy được trụ bạn ơi. Bạn ơi, chết đi bạn ơi. Gấu chó này bự chân cái mày. Đó, em mình đẩy đến kia rồi, không sợ nha. Chắc là cái bán đấu này nó cũng kết thúc rồi. Em mình đẩy lên rồi. Ok, thì anh em xem video nhớ để lại cho mình xin một like và đăng ký kênh nhá. Và đặc biệt là anh em phải comment rất là nhiều xuống dưới để giúp kênh phát triển nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Bye bye.